Đây người mẫu nào? Mộc cô. Cô đang ở đây mà. Đây là cái nương của nó. Để tính. Trước khi mà làm nương thì cô phải phân bổ 1, 4, 2 và 2, 4, 2 và khấu hao tài sản cố định, đúng không ạ? Và để như thế thì cô hãy mang cái bảng hiệu chung này đến gần và phân bổ khấu hao 1, 4, 2, 2 để mang được thì cô chuyển phải vào mover copy đúng không? Và copy đúng không? Đó. Sau cô chuyển ra 1, 4, 2. Hai bốn hai gần đây. Vốn từ số 91.